Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đoàn Bảo Châu. Người Việt Nam đương đại có lý tưởng gì? Tôi biết, từ lý tưởng có vẻ xa vời, mơ mộng và cao siêu với người Việt Nam đương đại. Với tầng lớp lao động thì càng xa vời bởi điều họ ao ước là xây được nhà, con cái được học hành, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, để rồi mỗi dịp dỗ Tết chúng sẽ thắp nén hương cho tổ tiên đời chỉ có vậy, nghĩ xa xôi làm gì, viễn vong vô ích. Chính vì vậy mà ở nông thôn Việt Nam, con cái được vào ngành công an là tự hào ghê lắm. Vừa oai, vừa có tiền, ai chẳng thích. Nhưng còn mấy triệu đảng viên thì sao? lý tưởng của đảng viên là chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản chói lọi vinh quang lý tưởng của họ là đưa đất nước sánh vai với những cường quốc năm châu để ngạo nghễ trên đỉnh cao của một thứ chủ nghĩa mà đa phần nhân loại cho là không tưởng không khoa học một thứ chủ nghĩa lý thuyết rất hay nhưng thực hành rất chán thay. Với tôi thì hình như mấy triệu đảng viên cũng có vẻ chẳng có lý tưởng gì cao siêu và đẹp đẽ. Họ vào đảng không phải với khát vọng cống hiến xây dựng đất nước mà để vinh thân phì gia, để có một tấm vé bước vào đường quan lộ, trong lòng rỗng tuết lý tưởng nhưng giả vờ tin, giả vờ hô để mà hưởng lợi. Xin mấy bạn an ninh đừng quy chụp tôi là phản động. Các bò đỏ dư luận viên đừng vào chửi tôi là ba que đu càng và đuổi tôi ra xứ tư bản mà sống. Chúng ta là người lớn, hãy cùng nhìn vào hiện trạng đất nước một cách thẳng thắn. Có nhìn thẳng, học thật thì mới lớn lên được. Một đất nước hay một cá nhân cũng vậy cả thôi. Tôi đã nói rồi, nếu có cơ hội thì mọi ngành, mọi nghề sẽ đều bộc lộ những cái gì bẩn thiểu nhất ra ngoài. Bởi cốt lõi đã không có tốt đẹp thì dù có đắp điếm gì, bản chất vẫn như vậy. Không nhìn vào cốt lõi, chỉ lo trang điểm bên ngoài thì ung nhọt sẽ có lúc nổ tung nhầy nhụa bốn chân dung ngành ngoại giao kia là đồng chí của các vị đấy đều là những khuôn mặt sáng láng học hành cao thành đạt quan lộ thinh thang đầy triển vọng nhưng đằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ ấy là gì đừng quy kết những người nói thẳng như tôi là phản động là thế lực thù địch tôi không hề làm xấu bộ mặt của bộ máy của các vị mà chính các cán bộ đồng chí ấy của các vị đã làm điều ấy ở đây tôi không tranh thủ một sự việc để nói xấu bởi những việc sự việc tương tự nhưng mà nhỏ lẻ thì đã âm ý từ nhiều năm nay. Nhưng mà bởi vì các vị không nhìn thẳng vào sự thật và không cương quyết tẩy rửa cái xấu nên mới có cái ngày ê chề như hôm nay. Giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên không phải bằng khẩu hiệu răng dạy mà phải bằng luật pháp nghiêm minh. Chỉ có một xã hội thượng tôn pháp luật mới có thể tiến bộ được các vị mở những phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến với những cái án bỏ túi. Vai trò của luật sư chỉ là trang trí cho đủ lệ bộ. Luật sư có nghiên cứu hồ sơ kỹ đến đâu có cải kháng cả cổ thì cũng không ít gì. Việc ấy các vị tưởng là hay, nhưng về lâu về dài rất hại cho đất nước. Đấy là trà đạp lên pháp luật và điều ấy sẽ khiến đất nước bị tụt hậu. Một bộ máy cầm quyền mà không gương mẫu về thượng tôn pháp luật thì dân làm sao có thể tin tưởng vào công lý. Các bạn Facebook thân mến, tôi muốn nhân cơ hội để hỏi các bạn về lòng tin vào cán bộ. Qua sự việc mấy cán bộ ngoại giao ăn hối lộ để tiếp tay đội giá vé giải cứu, các bạn hãy comment, bình luận và điền con số bao nhiêu phần trăm cán bộ trong bộ máy khi có cơ hội sẽ có hành động ăn thịt đồng loại như bốn cái người này. Ví dụ 5%, 15% hay 95%. Xin cảm ơn các bạn. Tôi nói đây không có nghĩa là tôi mất lòng tin hoàn toàn vào bộ máy chúng ta đừng quên những cán bộ y tế đã xả mình cứu dân trong thời gian vừa qua chúng ta hãy cúi đầu ghi nhớ và thương tiếc những cán bộ y tế đã thiệt mạng trong mùa dịch họ là những người anh hùng đích thực chúng ta mãi mãi biết ơn họ lý tưởng không cao siêu, không xa vời mà rất thiết thực và gần gũi. Ta không có lý tưởng xây dựng đất nước tốt đẹp hơn thì những việc ta đang làm hàng ngày chỉ là những cái thứ nhỏ mọn tầm thường và chúng ta không bao giờ có thể dạy con cháu mình sống làm người theo cái nghĩa đích thực. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.